Rồi cái này anh bị cái gì nghe anh em, đang lấy điện thoại ra điện nè, cái đó đậu các bạn ơi. Máy này thì mùa trước mình có ghé quay anh ở dưới kia các bạn, không phải trên đây. Rồi chắc nó bị gì anh em ơi. DC93 quỷ diệt siêu phẩm anh em, con này siêu phẩm tốc độ, người ta gọi nó là vua tốc độ đó các bạn. Không biết bị gì các bạn ơi. Hồi nãy thì ấy xuống kiểm tra hộp số. Mấy con này thì chắc chạy cũng hết bảo hành hết trơn đó anh em ơi. Thì nghe nói bữa hay bữa thì công ty lên bảo trì lại nè các bạn. Thì anh chủ này anh sửa sạn đổi cái hàm 95 nhưng mà 6 xa hàm mới luôn nha, hàm đặt luôn anh em, 20 mấy triệu nè các bạn. Rồi bị gì anh em ơi. Tiếp tục cuộc hành trình heo con DC93 cặp bánh chính, một bánh 100, một bánh 93 nghe các bạn ơi. Chạy tốc độ nhanh thì khỏi chơi. Thì đó giờ mới gặp con 93 mà chạy bánh chính mà nhanh các bạn ơi, cũng nhanh kìa. Thì như tốc hành vậy đó các bạn. Có phép bay biến tốc hành chạy diêu diêu anh em ơi. Thì cái bánh bên đây nó bự hơn bánh bên kia. Bởi vì đất lúng cái nó hơi bơi bên kia, anh mắc lắc ngược qua đây không các bạn ơi. Chạy về giống như 95 các bạn ơi, tại băng tải nó hơi dài, hơi nặng cái đầu, đó hàng hơi xa đó các bạn.
lớn ăn không. Chạy mà cái xa bươi muốn không kẹp luôn các bạn ơi. Máy tè tè anh em. Quá chạy mà bánh hứng này cũng hay các bạn. Cái đúng này hình như bán giống nha các bạn. Ở ngoài ngoài có người căng sẵn rồi các bạn ơi. Tốc độ dữ dằn. Rồi đang vô các bạn ơi, quá trời anh chạy nhanh rồi. Thì anh em để ý thì anh đang lắc nè. Đó. Nó sẽ bơi vô trong, nó lắc cho nó văng ra ngoài lại các bạn ơi. Đó, lắc tí lẹ luôn anh em. Thấy không? Rồi siêu phẩm DC 93 chạy cặp bánh chính. Thêm một cái bánh xích 100 luôn. Ngồi lắc kìa. Hàng này thì lâu lâu mới gặp một cái một chiếc nha các bạn. Hàng này không có binh hàm nhưng mà hàng này thì binh tốc độ à. Anh em con này có đã có tốc độ mà binh thêm tốc độ nữa các bạn ơi. Đó, anh em để ý ha, lắc kìa. Mình thông số mấy con này thì để là 5 tắc giữ 56 nghĩa là nó bằng với 95. Nhưng mà bây giờ thì anh chủ anh đếm cái xích rồi nó là 58 các bạn. 58 5 tắc giữ còn 100 thì cũng 58 nhưng mà 5 tắc 75. Đó. Thì bây giờ thông số con này thì người ta xác thực là người ta xài người ta biết các bạn ơi. Nhưng mà xích con này cục hơn xích 100 là tại vì khoảng cách mắt của nó với mắt của 100 nó cách xa hơi 100 nó xa hơn của anh này chút. Anh này 9 phân anh kia 9 phân 3 vậy đó các bạn ơi. Thì hơi xa hơn chút ha.